Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Way to Go Cartoon. Có lẽ Pokemon không còn là khái niệm xa lạ với các cậu nữa nhỉ? Với những chiếc Pikachu, ếch kỷ, rượu, rùa, Kini vô cùng đáng yêu đã đi suốt cùng với tuổi thơ của bao người, Pokemon đã trở thành một biểu tượng văn hóa đại chúng nổi tiếng khắp thế giới. Chính vì vậy mà việc đưa các chú bảo bối thần kỳ này vào các bộ phim hoạt hình và biến chúng thành các Easter Egg là chuyện thường thấy ở các series dành cho thiếu nhi. Đối với một vài bộ phim nặng đô hơn như Rick and Morty hay Robot Chicken của Adult Swim, thì thậm chí Pokemon còn được nhái lại để tạo ra những thước phim hài hước cho người xem. Vậy hôm nay hãy cùng Way to Go Cartoon chúng tới điểm qua những lần Pokemon được nhắc đến trong cartoon nhé! Trong Ben 10 Omniverse tập 62, ông của Ben đã gặp lại người bạn ngoài hành tinh của mình và họ bắt đầu so kè nhau. Trong đó có một phân đoạn mà cả hai người đi câu cá trong một chiếc bè nhỏ. Ông của Ben câu được một con cá màu đỏ với vây vàng, với kích thước kha khá. Tuy nhiên, người bạn của ông lại câu được một con thủy quái như một con thường luồng xanh nhạt. Nếu đã xem hoặc ít nhất biết qua Pokemon thì chắc chắn các cậu sẽ không thể nào không nhận ra ngay. Con cá màu đỏ mà ông của Ben bắt được chính là con cá chép vô dụng Magikarp. Còn người bạn ngoài hành tinh đã câu được một con Gyarados khổng lồ, chính là dạng tiến hóa của con cá chép kia. Dù cả hai đều câu được cá, nhưng cá của ông bạn của ông Ben lại có vẻ đã chiến thắng vì câu được con cá nhỉnh hơn nhiều khi là dạng đã tiến hóa của con cá kia. Để tránh bị đánh bản quyền thì nhà sản xuất đã biến hóa cả hai Pokemon này trở nên xấu xí hơn và hợp với nét vẽ của bộ phim hơn. Tuy nhiên, điều này cũng không thể ngăn các fan cứng của Pokemon nhận ra loài bảo bối đã lấy cảm hứng từ sự tích cá chép hóa rồng này. Không giống như việc xuất hiện của các nhân vật anime trong thế giới cartoon, thì việc một nhân vật cartoon này xuất hiện trong một bộ phim cartoon khác lại dễ dàng diễn ra hơn rất nhiều. Các màn crossover này luôn mang lại sự phấn khích cho cả fan của hai bộ phim hoạt hình. Thường những màn crossover như thế này không ảnh hưởng nhiều đến mạch truyện chính của bộ phim, mà đa phần để giải trí và tạo bất ngờ cho fan. Trường hợp của tập phim mà Steven Universe gặp Uncle Grandpa cũng như vậy. Xuất hiện để giúp đỡ trẻ em trên khắp thế giới, Uncle Grandpa đã tới giúp Steven để cậu có thể triệu hồi được chiếc khiên của mình. Điều đặc biệt trong tập phim này là có một phân cảnh Uncle Grandpa đã sử dụng một chiếc súng bắn ong và bắn ra những con ong với hai chân trước là hai mũi khoan tấn công cậu bé. Một lần nữa, một tạo hình BI nguyên từ bản gốc Pokemon chính là loài ong Beedrill với hai chiếc khoan khổng lồ trên tay dùng để tấn công kẻ địch. Loài ong từ vùng Kanto này vô cùng hiếu chiến như cách chúng tẩn Steven lên bờ xuống ruộng ở trong tập phim trên. Và chúng ta sẽ tiếp tục với một series đến từ Adult Swim. Robot Chicken là một series hoạt hình slow motion với phong cách đất sét thân thiện. Tuy nhiên, các cậu đừng để vẻ bề ngoài thân thiện đó của bộ phim đánh lừa, bởi lẽ nội dung của từng tập phim đều rất đen tối và ẩn chứa nhiều câu đùa châm biếm, đôi lúc còn quá lứa tuổi. Do Pokemon có thể được coi là một văn hóa đại chúng, ăn sâu khắp các nền văn hóa trên thế giới, nên chẳng có gì làm lạ khi không chỉ một tập, mà rất nhiều tập phim từ series này lấy chủ đề Pokemon làm chủ đề chính. Trong một vài tập, chúng ta có thể thấy được sự xuất hiện của cả bộ ba khởi đầu của vùng đất được giới thiệu đầu tiên trong Pokemon, gồm Charmander, Squirtle, Bulbasaur và cả Pikachu. Không chỉ sự xuất hiện của các Pokemon, mà cả những nhân vật quen thuộc từ series này cũng đã xuất hiện trong Robot Chicken, như Ash và Misty, tên tiếng Anh của Satoshi và Kasumi. Đương nhiên, tính cách của các nhân vật này vô cùng bẩn bựa. Thậm chí hình tượng Pikachu dễ thương lại được chế lại thành một Pikachu playboy ăn chơi trác táng. Bên cạnh đó còn có những Pokemon và các nhân vật phụ khác nữa. Đây chỉ là một vài ví dụ trong rất nhiều tập phim có sự xuất hiện của Pokemon từ Robot Chicken. Lại một series về phong cách châm biếm nữa nhưng lần này nhẹ đô hơn vì được chiếu trên kênh Cartoon Network cho thiếu nhi nên mục đích chính là gây hài. Trong những tập phim có sự xuất hiện của Pokemon thì có một tập phim có thể được coi như là một crossover giữa Pokemon và công ty quái vật. Khi Mike và Sully đi đến hù dọa Satoshi trước giờ đi ngủ thì lại bị cậu tưởng nhầm là một loại Pokemon mới và liền ném bóng thu phục. Cậu liền kêu ra một Pokemon tựa tượng Pignite và tấn công cả hai. Chưa hết, Satoshi còn đi qua thế giới quái vật và thu phục hết tất cả mọi sinh vật mà cậu trông thấy với sự giúp sức thêm của Crocodile. Đây dường như là một tình tiết có ý khịa đam mê bắt tất cả các loại Pokemon của cậu bé 10 tuổi đi khắp năm châu bốn bể để chơi trò thu phục thú lạ và kết thúc tập phim là một khuôn mặt đầy nham hiểm của Pikachu. Nếu nói về châm biếm thì khó có thể không nhắc đến loạt phim The Simpsons. Series nổi tiếng với độ bắt trend cực kỳ nhanh và đôi khi là trước cả cái trend đó xuất hiện vài năm. Không khó để bắt gặp các phân cảnh gia đình Simpsons hóa trang hay xem các chương trình có liên quan đến Pokemon. Trong đó, sự xuất hiện của Pikachu có lẽ là dễ phát hiện nhất khi chú chuột điện này có một nét diễn vô cùng nổi bật. Khi mà cả nhà gặp phiên bản khác của mình thì không chỉ Pokemon mà còn có rất nhiều bộ anime huyền thoại được nhắc tới như Bleach, Naruto, One Piece và cả Maggie với hai chiếc tai dài và má đỏ như Pikachu. Không dừng lại ở đó, The Simpsons còn mang cả Pokemon Go vào trong bộ phim. Trong tập phim,
có tình tiết một người đàn ông đi vào khu vực phóng xạ chỉ để bắt một con Pokemon với ngoại hình tựa tựa Rattata. Và việc rất nhiều người không quan tâm đến những phép lịch sự căn bản mà chỉ chăm chăm vào việc bắt Pokemon. Tất cả những điều trên là những vấn đề gây tranh cãi khi Pokemon Go vừa mới ra mắt và trở thành cơn sốt toàn cầu. Nên giờ chúng ta đã điểm qua kha khá các bộ phim hoạt hình với nhóm đối tượng tương đối lớn tuổi. Vậy thì bây giờ, hãy quay về với một bộ phim mà tớ tin rằng đã gắn liền với tuổi thơ của rất nhiều người, chính là Johnny Test nhé. Trong một tập phim, khi đó Johnny và hai người chị đã bị hút vào chiếc máy chơi game và cổng ra chính là chiếc huy chương vàng của một cuộc thi tương tự giải đấu Pokemon. Trong trận đấu đó không khó để nhận ra cách mà đối thủ của Johnny triệu hồi linh thú chiến đấu, có phần trùng khớp với hành động triệu hồi Pokemon từ bóng Poké, mà con linh thú được gọi ra lại nhìn tựa tượng Blastoise là hình thái tiến hóa cuối cùng của Squirtle. Trong trận chiến có một chi tiết đáng chú ý là khi linh thú của Johnny được cổ vũ tinh thần thì nó đã tiến hóa để mạnh hơn ngay trong trận đấu. Đây không sai chính là đặc sản của các trận chiến Pokemon của Satoshi. Khi mà mọi chuyện dường như đã kết thúc thì sức mạnh tình bạn lại phát huy sức mạnh, khiến cho Pokemon tiến hóa trở nên mạnh mẽ hơn và lật kèo rồi mang lại chiến thắng cho cậu. Pokemon lần này lại được biến chế, đổi tên thành Chin Pokemon. South Park đã thể hiện được rất chân thật sự phấn khích và tranh đua của lũ trẻ con với cơn sốt Chin Pokemon này. Có rất nhiều Pokemon chế đã xuất hiện trong chương trình TV giới thiệu Chin Pokemon và thậm chí có những thứ nghe rất vô lý nhưng lại vô cùng thuyết phục như một chiếc giày. Không dễ hiểu khi trong Pokemon gốc thì cái gì cũng có thể trở thành Pokemon được mà. Không xuất hiện nhiều hình ảnh liên quan đến Pokemon như những bộ phim khác, Family Guy lựa chọn việc đề cập trực tiếp đến các chi tiết liên quan đến Pokemon. Giống như lần cả gia đình sắp chết đuối thì Peter đã thú nhận rằng ông không thích Pokemon Gen 4, cũng không thích bản Diamond vì ông thích Palkia hơn Dialga và đã gây tranh cãi cho cả gia đình. Cho những ai chưa biết thì bản game Pokemon Gen 4 được đánh giá cao khi mang một cốt truyện hoàn chỉnh và tạo nền tảng cho các gen sau, cũng như bổ trợ nội dung cho các gen đời trước. Bên cạnh đó, sự phát triển trong lối chơi cùng tạo hình cũng gây thiện cảm cho các game thủ hơn với bản game này. Dù vậy, cuối cùng, cũng có một phân cảnh có sự xuất hiện của Pokemon là khi Brian đang cố gắng biến Stewie quay ngược từ một em bé bình thường trở lại ban đầu thì đã gặp kha khá trục trặc thì một trong số đó chính là Stewie phiên bản Pikachu trông hơi dị một tí. Và cuối cùng trong danh sách chính là loạt phim Rick and Morty. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Pokemon không thực sự xuất hiện trong mạch truyện chính của phim, mà là xuất hiện trong một clip ngắn được đăng tải trên Adult Swim. Trong clip đó thì đã xảy ra trận chiến giữa Morty và Rick. Tuy nhiên, hai ông cháu không trực tiếp giao tranh, mà sử dụng format 6:6 cùng đồ họa pixel tương tự như game Pokemon, nhưng có vẻ hơi đổ máu nhiều hơn. Các Mystics với các kỹ năng đặc biệt độc đáo riêng lần lượt tấn công đối phương theo lượt. Các chiêu thức vô cùng đa dạng, có thể one hit KO hoặc không. Điều này có thể nói mô phỏng hoàn toàn từ loạt phim Pokemon Go. Thật thú vị phải không nhỉ? Vậy là chúng tôi đã điểm qua các bộ phim hoạt hình có nhắc đến hoặc có sự xuất hiện của các chú Pokemon dễ thương hay liên quan đến Pokemon. Các cậu còn tìm được những chi tiết nào nữa hay không? Hãy cho chúng tôi biết thêm ở dưới phần bình luận nhé!